Đây là từ cái chân này nhá. Từ chân lên là một thân cây hoa mai. Được cuốn vòng lên đây. Đấy. Rất là dẻo nhá. Vâng, Đồ Gỗ Thục Tán xin kính chào các bác nhá. Vâng, hiện tại là 7 giờ sáng của ngày 22 tháng 12 năm 2021 rồi. Vâng, thì chúng em đang hoàn thiện một lô sản phẩm cho nhà Bắc Thành ở trấn Yên Bái. Vâng, trong quá trình bốc xếp lên xe đây. Vâng, thì quý vị cùng em tham khảo luôn lô sản phẩm của nhà Bắc Thành ở trấn Yên Bái này nhá. Vâng, hoàn toàn chúng em thi công bằng chất liệu bằng gỗ mít đấy. Vâng, thì trong đó có bao gồm chính là một chiếc sập thờ. Vâng, và lộc bình và một chiếc sập ngồi bên dưới đây. Đó, trên ảnh những gì đây là chúng em không lắp hết được cái sập ngồi lên mà chỉ là lắp vào cái sập thờ và đôi lộc bình. Vâng, đây đang trên xe đây. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mặt sập mà lên rồi, lên xe nhá. Vâng, chất liệu hoàn toàn gỗ mít các bác nhá. Đấy, chiếc sập này là nó có kích thước bên sập bên dưới, sập ngồi là 1m62m, sập trơn tam diện này. Và kèm theo là đáng chú ý nhất là chiếc sập thờ. Vâng, mẫu là mẫu mai đẻo, chân là chân 22. Vâng, có chiều dài là 1m97. Đấy, và chiều sâu thì hơi nâu bởi vì do nhà bác đặt chúng tôi là chiều sâu là rất là hạn chế đây. Vâng, chiều sâu là có hơn 60 phân rồi nhưng mà chân thì lại rất to. Và sập mai đẻo các bác này, đục mẫu rất là đẹp nhé. Và giữ là chữ Phúc, có con rơi cặp chữ Phúc đây. Hai bên là chim đẻo này. Đây mình phải quay là từ cái chân này nhé. Từ chân lên là một thân cây hoa mai. Được cuốn vòng lên đây. Đấy, rất là dẻo nhá. Đôi chim đẻo đang tình tứ nhau ở giữa là cho nó rơi biểu tượng theo con thể nghe được gọi là phúc lộc thọ. Rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Và con ở trên là cuốn thư hai cành hoa mai đây. À, đang trong nhà đang thổi bụi để sơn và xem gì. Đó, một đôi lộc bình là có kích thước là 1m6. Wow, 1m6 các bác ạ. Đường kính là 45, rất kia đẹp. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ sản phẩm như trên màn hình đây thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tán nhá. Cơ sở em là tại xã Văn Phúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại như đang trên màn hình quý vị đây. Em đây, địa chỉ nhá, theo địa chỉ đây. Vâng, thì em xin tạm dừng video ở đây nhé. Xin cảm ơn mọi người nhé.